Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình sẽ chơi thử những cái giải lập game trên chiếc Samsung W2013 nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chơi thử cái giải lập Java trước nha. Đây. Đầu tiên là tựa game Flappy Bird. Rất là đơn giản nhưng mà cũng cực kỳ khó chơi luôn. Game này gây ức chế rất là khó chịu. Để mình tập trung cố gắng chơi được 10 điểm đi. Cố lên. Ngon, 10 điểm rồi. Với giải lập Java thì mình thấy nó chạy cũng rất là mượt thôi các bạn, không có gì khó hết. Tiếp theo là giải lập Game Boy. Với giải lập Game Boy cũng rất là mượt luôn nha các bạn. Tiếp theo một cái giải lập cuối cùng mà mình sẽ thử đó chính là PSP. Cái giải lập này thì nó sẽ nặng hơn hai cái giải lập kia rất là nhiều. God of War trước ha. Mình nghĩ là nó chạy cũng không nổ đâu nhưng mà mình vẫn thử. Ở đầu game mà FPS như vậy thì chắc mình nghĩ là mình nên thử với tựa game khác cho đỡ mất thời gian ha. Tựa game này chắc nó lát không nổi. Với tựa game tiếp theo thì mình nghĩ sẽ rất là dễ dàng bởi vì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Với giải lập PSP thì một vài tựa game nặng sẽ không chơi nổi nha các bạn. Còn một vài tựa game nhẹ thì chơi cũng rất là mượt luôn. Rồi ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.